ăn nhiều tính nhiều ha. Chị ở đâu chị? Gần đây anh chị? Dạ, chị ở quận Tư hả? Dạ. Mua về cúng hay sao chị? Mua về ăn hả chị? Tại gia đình dạ, trời ơi, 50 người luôn á. 50 người gì là 5 kg. Dạ, thì từ quận 4 qua mua gì mua 5 kg. Mua cho đại gia đình. Dân bà con đi nguyên chiếc xe tới mua. Chị họ chú hỏi thằng câu cái gì trả lời câu chí lý quá hả? Đó. Còn bánh mì nữa, còn bánh mì nữa. Còn bánh mì nữa. Không, cái này bánh mì heo. Bánh mì heo. Có mua nướng mì không không cô? À, có. Có. Đây có. Ở đây còn có. Đây chục ổ 25 ngàn. Chục ổ 25 ngàn. Lấy chục ổ đi, 20. 30 ổ. Lấy 20 khổ. Bán chị đẹp cái rồi cho ta. Thấy không? Chờ gì chùm quyền lực trả tiền. Thank you.
Chắc đi đâu á, gì đi đâu á, cho mua hết rồi. Nữa hả gì, mua nữa hả gì? Em biết sao đã có dịch cơ không? Dịch cả. Dịch quá. Vịt quay là vịt. Vịt, vịt, vịt. Vịt quay. Dạ. Gì ở nước ngoài gì hả gì? À rồi, hàng gì? Dạ. Vậy là gì bắt đầu gì mua, đi mua vịt quay nữa. Chào đi Ly, hai ổn mì. Hai ổn mì. Có đè động hết không? Kìa lúc ngoài họ cắn nha. Đè động chó hoài, nếu tức có cắn một đồ còn gắn rồi. 30 thôi anh chị ơi. 30, 30. Hai trăm gia mang quay. Chặt không chị? Chặt không nhiều. Xong nha. Rồi. Chị
Cách đâu vô chặt 5 kg nữa coi. Nãy có cô khách Việt Kiều chặt mua 5 kg về chở nguyên một đoàn cháu luôn á. Một phái đoàn. Phái đoàn. Đầu năm trúng số hả? Trúng ăn ủi à. Dễ ăn ủi hả? Năm tờ 50 triệu. Đúng không? Dạ của chú 30 chú ơi, giấy trắng là không dưa không cay. Vậy đó là chặt một số đặc biệt đó. Đúng rồi. À. Triệu qua trúng 5 tờ. Ai trúng? Lily hả? Chị Tâm nữa hả? À. Đồn là Lily mấy lần trúng giải đặc biệt nè. Có hả? À? Anh đồn. Ờ. Chết em à. Mấy gì? 100.000 chặt không? 100.000 chặt luôn. Tối là Lady bắt đầu là bán trà sữa.
khu ẩm thực chợ Bình Tây. Năm vừa rồi dư có được cái 1 tỷ à. Bán mấy tháng dư được 1 tỷ. Năm nay chắc bán 12 tháng là dư được một khá khá đó. Nói gì chị? Bánh mì trong. Dạ.